Mến chào các bạn nha, rất chưa gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì ra bến tàu cao tốc và quay một số anh em tàu cao tốc xuất bến và cập bến cho mọi người cùng xem nha. Là chiếc tàu cao tốc đi Hòn Tre nha các bạn. Hiện tại đang xuất bến tại Gạch Giá các bạn. Cập bến Hòn Tre nha, đây qua Hòn Tre thì cũng khoảng 45 đến 1 tiếng đồng hồ nha các bạn. Trong này thì chạy từ từ các bạn ơi, ra ngoài kia thì mới tăng tốc nha.
ra cho anh kia đi vô. Tiếp theo thì mình sẽ xem chiếc tàu cao tốc Everest các bạn đang lùi ra để mà xuất bến nha. Anh này thì đi Phú Quốc nha các bạn, màu trắng đỏ khá là đẹp luôn. Trên chiếc tàu có 5 ngôi sao nữa nè, đang quay đầu nha. Anh này đi với vận tốc là 28-30 lý trên giờ nha các bạn. Tổng công suất có thể đạt được là 1.800 mã lực nha, sử dụng 2 động cơ. Đang lùi ra đây. Anh này sử dụng 2 động cơ Rolls-Royce MTU đời mới nha. Chất liệu là hợp kim nhôm. Đang quay đầu đây các bạn. Đây là tàu cao tốc 2 thân nha. Xuất bến Gạch Giá các bạn, cập bến Phú Quốc nha. Ở đây thì có Super Đông, Chevin và Everest nha các bạn. Bắt đầu tăng tốc đây, đề 3 nha. Tiếp theo là chiếc tàu cao tốc Super Đông nha các bạn. Thường thì Super Đông sẽ đi Phú Quốc, Nam Du hoặc là Hòn Sơn nha các bạn. Anh này không biết đi hướng nào đây. Nhìn khá là đẹp các bạn ơi. Anh này đi với vận tốc là 26 lý trên giờ nha. Đâu đó cũng khoảng 40-50 km trên giờ đó các bạn. Màu trắng nguyên con luôn, nhìn khá là đẹp.
Anh này đề ba cũng ngầu lắm nha. Xuất phát nha các bạn. Cạc khói luôn. Một chiếc tàu cao tốc đi từ Hòn Tre về nha các bạn. Anh đang đi với vận tốc khá cao khi mà chuẩn bị cập bến nha. Wow, chạy bay bay cái miếng cao su luôn kìa chàng. Tốc độ cũng khoảng 40 km nha các bạn. Chiếc này còn khá mới luôn. Chọt ghê chưa. Yeah.